Nếu bạn là một fan của dòng phim kinh dị, tâm lý hồi hộp thì chắc hẳn trong tháng 10 này bạn đang rất quan tâm đến bộ phim Việt Nam mang tên Bắc Kim Thang. Liệu câu chuyện ghê rợn đằng sau bài đồng dao quen thuộc này có phải là chất liệu chính mà Bắc Kim Thang sẽ theo đuổi hay không? Liệu hình ảnh bù nhìn rơm với chiếc áo bà ba rướm máu giữa cánh đồng hoang vu có gây khiếp sợ cho người xem phim? Và Bắc Kim Thang có phải là một tác phẩm điện ảnh xứng đáng để bạn bỏ tiền ra rạp? Tất cả sẽ có trong video clip ngày hôm nay. Mình là Sương Mai, chào mừng các bạn quay trở lại với Phê Phim. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bộ phim Bắc Kim Thang được kể với góc nhìn u ám, mỏi mệt của Thiện Tâm, cháu đích tôn của một gia đình nhiều thế hệ, trở về nhà sau 6 tháng trị bệnh trên thành phố vì bị tai nạn. Tuy rất được chào đón khi trở về, nhưng Tâm vẫn nhận thấy những người trong gia đình đều có những sự thay đổi. Ông nội bị tăng xong, nằm liệt một chỗ chẳng nói chẳng rằng. Còn Hai Lầm, người em thân thiết nhất của cậu đã mất tích bí ẩn do phạm tội Tây Đình. Bà má và chú út thì dường như đang che giấu điều gì đó. Thiện Tâm không tin vào những gì nghe được, cậu quyết tâm tìm kiếm sự thật và tìm lại Hai Lầm, để rồi liên tục gặp những chuyện kỳ bí không thể giải thích, cùng những giấc mơ đáng sợ, văng vẳng ca khúc Bắc Kim Thang, bài hát mà từ bé, hai anh em vẫn thường cùng nhau ngân nga. Cùng lúc với hành trình này của Thiện Tâm là hành trình của ba, má và chú út cậu, nỗ lực tìm cách khiến ông nội giao lại giấy tờ đất đai, nhà cửa cho họ, thứ của cải đáng giá nhất của cả dòng họ mà ông khẳng định chỉ giao cho Thiện Tâm, chứ nhất quyết không đưa cho những người con tham lam, rượu chè, cờ bạc của mình. Trước khi nhận xét về phim, mình phải khẳng định lại một lần nữa rằng đây là phim tâm lý có yếu tố kinh dị, hoặc gọi là phim tâm lý kinh dị thì đúng hơn, là một bộ phim kinh dị đơn thuần. Chính vì vậy, các yếu tố đặc trưng của dòng phim này như tiếng cửa cọt kẹt, các màn jump scare hãi hùng hay tạo hình đáng sợ của con quái vật không rõ nguồn gốc sẽ không xuất hiện quá nhiều. Bù lại, phim thu hút người xem nhờ bầu không khí căng thẳng, đè nén được thể hiện khá tốt trong sự hoang mang của nhân vật, trong tạo hình sông nước miền Tây âm u và đặc biệt trong ca khúc Bắc Kim Thang được thể hiện với nhiều hiệu ứng âm thanh tạo sự rùng rợn một cách đơn giản mà hiệu quả. Tuy vậy, Bắc Kim Thang không phải tác phẩm lý giải nguồn gốc bài hát này như nhiều khán giả lầm tưởng. Những giai điệu quen thuộc ấy chỉ là nguồn cảm hứng, đồng thời là sợi chỉ dẫn dắt câu chuyện, kết nối các chi tiết lại với nhau để bạn hình dung được rõ hơn hành trình của nhân vật. Nội dung chính mà phim muốn đề cập là về những hủ tục của xã hội phong kiến, của quan niệm trọng nam khinh nữ mà đến bây giờ vẫn còn tồn tại ở nhiều miền thôn quê. Về điều này, theo mình phim đã làm khá tốt khi tái hiện nhiều chi tiết rất đời thường trong quá trình trưởng thành đầy khác biệt của Thiện Tâm và Hai Lầm. Thiện Tâm được đi học, trong khi Hai Lầm dù muốn cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận ở nhà. Các công việc lặt vặt trong nhà phải do nữ giới làm, nam giới sẽ lo việc lớn và những việc liên quan thờ cúng tổ tiên. Ông nội dành sự đặc biệt quan tâm hơn cho Thiện Tâm. Hay trong bữa ăn, phần ngon nhất phải dành cho cháu trai chứ không phải là người cháu gái. Thậm chí, phần mộ của dòng họ cũng được phân chia nam riêng, nữ riêng như một lẽ tự nhiên từ bao đời. Phim không được kể theo thời gian tuyến tính, mà liên tục đan xen giữa hiện tại và quá khứ, như một cách để đạo diễn tái hiện sự hỗn loạn trong đầu óc nhân vật sau một loạt những biến cố lớn. Cách kể này tuy có phần táo bạo, phá cách, không đi vào lối mòn thông thường. Tuy nhiên, trong một số phân đoạn lại vô tình trở thành điểm hạn chế, khi sự tinh tế của người làm phim chưa đủ mạnh, làm khán giả hơi rối và gặp khó khăn trong vấn đề hiểu được thời điểm mà phim đang đề cập. Nhịp phim có thể sẽ hơi chậm với nhiều khán giả vốn quen với thể loại kinh dị dồn dập các chi tiết, nhưng lại là một nhịp phim hợp lý với một câu chuyện đi sâu vào tâm lý, vào những băn khoăn trăn trở không nói nên thành lời của nhân vật. Phim có rất nhiều khoảng tĩnh, những cảnh dài đến mấy phút nhưng các nhân vật không ai nói một lời nào, hay những hình ảnh sự vật trong căn nhà được tái hiện chậm rãi trong tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ. Có thể nói, đạo diễn rất biết cách nuôi cảm xúc dần dần cho khán giả, để đến khi cao trào bùng nổ, chúng ta thực sự ngỡ ngàng trước sự thật mà nhân vật vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm. Chỉ tiếc là phong độ kể chuyện tinh tế này đã không được duy trì trong suốt 100% thời lượng của bộ phim. Tuy phim đặt vấn đề tốt, nhưng cuối cùng, cách các nhân vật giải quyết vấn đề theo mình lại không phải là phương án hợp lý mà khán giả đang chờ đợi. Bạn sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng vì bạn nghĩ rằng phim có thể làm được hơn thế, với một kịch bản khá sáng tạo, chỉn chu cùng một nỗ lực đem tới những thông điệp sâu xa về văn hóa Việt. Bên cạnh đó, phải dành lời khen cho phần hình ảnh của Bắc Kim Thang với những góc quay rất đẹp và sáng tạo, có chủ ý rõ ràng. Phim tái hiện được khung cảnh bình dị của làng quê miền Tây Việt Nam.
vừa thơ mộng lại vừa ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Những khung cảnh nửa mơ nửa thực chắc chắn sẽ là một điểm cộng cho trải nghiệm của bạn. Các diễn viên của phim cũng đã làm tròn vai trò của mình khi phim chỉ có vỏn vẹn sự xuất hiện của 10 nhân vật tất cả, tính cả những nhân vật phụ nhất. Nhưng dường như mỗi người đều có ý nghĩa riêng trong việc truyền tải câu chuyện. Chính họ cũng góp phần tạo nên một gia đình đầy những điều sai trái. Một người cha nhu nhược, một người mẹ đam mê cờ bạc, một người chú rượu chè say xỉn suốt ngày. Tuy tựa phim tiếng Anh là Home Sweet Home, nhưng rõ ràng phim thể hiện một thông điệp có phần đau đớn. Không phải gia đình nào cũng là một tổ ấm thật sự để ta có thể quay về. Sự xuất hiện của gương mặt hoàn toàn mới, nam diễn viên Trịnh Tài, vốn là diễn viên sân khấu, trong lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, tin rằng sẽ lấy được thiện cảm của các khán giả với ánh mắt u uất, giọng nói trầm buồn và gương mặt rất điện ảnh. Dàn diễn viên kỳ cựu cũng đã có những màn hóa thân ấn tượng. Mình thực sự tin vào từng nhân vật xuất hiện trong phim, tin vào những điều mà họ nói, tin vào những giá trị riêng mà họ đang theo đuổi. Thật ra theo mình, việc cố gắng kể một tác phẩm với thể loại tâm lý kinh dị đã là một sự mạo hiểm với đoàn làm phim, bởi thể loại này chưa bao giờ có một chỗ đứng nhất định ở thị trường Việt. Vấn đề nằm ở thị hiếu của công chúng và một phần đến từ chất lượng của các tác phẩm. Khách quan mà nói, Bắc Kim Thang là một tác phẩm được làm chỉn chu, tử tế và đặc biệt nỗ lực trong việc sáng tạo một câu chuyện kỳ bí nhưng lại phản ánh những sự thật rất đau đớn trong chính cuộc sống đời thường. Tiếc là phim vẫn có những vụng về nhất định trong cách kể, đặc biệt là đoạn kết được xử lý khá vội vàng khiến bạn sẽ có đôi phần hụt hẫng. Phim nhận được điểm hơi phê từ phê phim. Và đó là những suy nghĩ của cá nhân mình về bộ phim. Mình thì mình rất ấn tượng với việc Bắc Kim Thang đã rất nỗ lực để kể về văn hóa trọng nam khinh nữ của người Việt lên trên màn ảnh rộng với một cách kể chuyện hoàn toàn mới. Đặc biệt điều này đã được thể hiện qua những chi tiết rất nhỏ, ví dụ như là tên của nhân vật các bạn có thể thấy. Cháu trai thì tên là Thiện Tâm, một cái tên rất mỹ miều như thể là hướng về những gì tốt đẹp nhất. Còn cô cháu gái thì lại tên là Hai Lầm, như một cách nói lái của từ sai lầm vậy. Không biết là các bạn có hứng thú theo dõi bộ phim này hay không? Và nếu như các bạn đi xem về thì các bạn có suy nghĩ như thế nào? Đừng quên là hãy quay trở lại video này để cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Mình là Sương Mai, rất cảm ơn các bạn đã đón xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn sớm gặp lại trên phê phim. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.